đang ngồi trong đây đây. Mình không có muốn bỏ khẩu trang ra luôn đó các bạn. Giờ này mình sẽ dẫn cả nhà đi ăn mừng kênh YouTube của Sunny được bật tiếng tiền nha. Hôm đó mình có nói với cả nhà là mình dẫn cả nhà đi xem Sunny review đậu hũ thúi đó. Hôm nay mình đi nha. Bây giờ mình sẽ đi ra tàu điện, rồi xong mình sẽ đến chợ đêm. Ra ngoài đó thì sẽ bán rất là nhiều món ăn. Và mình thích gì ăn đó nha. Hôm nay sẽ ăn thả ga một ngày nha các bạn. Bây giờ chúng ta đi thôi. Các bạn ơi, mình mới vừa ra khỏi ga tàu đây. Và kế bên ga tàu là quán trà sữa nha các bạn. Giờ này mình sẽ vào mua trà sữa luôn đây. Đây các bạn có thấy ly trà sữa không? Giờ này mình vào mua nha. Phải xếp hàng nha. Pay trên chu nà cha cha dễ của bi khoai y tèn bi khoai y tèn y tèn tèn à tiền le giao tiền tên thằng hay là một phần là 60 khoai nha các bạn. 60 khoai là 42.000. 42.000 thì mình. Đây ly trà sữa đó là của mình. Béo không? Cái này mình chỉ lấy một ít ngọt thôi. Mình chọn loại ngọt nhưng mà ít thôi cho nên nó vừa uống đó với mình. Nhân đâu thì nó dẻo mà nó mềm. Nó không có dai nha. Nó rất là dẻo. Thịt thì nó giòn mà nó ngọt ngọt. Nói chung là mình rất là thích. Mình rất là nghiện trà sữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn nha. Mình quay về phía trước cho các bạn xem nha. Mình đang đứng phía trước quán đậu hũ thúi nha các bạn. Mình nghe cái mùi thiệt sự chứ. Mình chóng mặt chóng đầu luôn các bạn ơi. Bây giờ mình đi vào nhé. Chua trong đây.
là mình sẽ ngửi cái mùi đó luôn các bạn. Nghe cái mùi nó thơm, hấp dẫn này kia. Còn như cái món này thì các bạn biết rồi đó, cái mùi của nó nghe đi xa mấy căn nhà còn nghe mùi của nó nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Thôi trước tiên mình sẽ hút cái nước luôn nha. Đây các bạn, nói chung là cái nước sốt của nó, nói chung là cũng đậm đà, mà khi mình nếm vô miệng thì nó cũng không có hôi lắm. Chắc có lẽ là mình ăn món này được các bạn. Bây giờ mình ăn thử một ít tiết nha. Cái quýt này thì nó mịn, nó thơ, nó mịn lắm. Ăn nó rất là thơm mùi hành với lại mùi chua chua đó các bạn. Và đặc biệt là nó có cái mùi của đậu hối. Mình ăn thử nha. Sao mình không dám ăn các bạn? Ăn thử một chút thôi. Nói chung là nó hôi dữ lắm đó các bạn ơi. Trong miệng mình bây giờ là nói chung là mình không còn cảm giác gì ngoài nó. Nó hôi hết, nó thúi lắm. Thúi lắm luôn các bạn ơi. Được chứ cũng không phải nói là không phải là khó ăn lắm. Cảm nhận từ từ thì nói chung là cũng được. Nói chung là xong khi bỏ cuộc nha các bạn ơi. Mình cảm giác nó kinh khủng lắm, mình không ăn được nữa. Đây cũng coi như là vượt qua thử thách rồi nha các bạn. Mình cũng đã ăn được đậu hũ rồi đó. Nói chung cảm nhận của mình là nó kinh khủng lắm các bạn ơi. Mình không ăn được món này đâu. Mình quên nói với các bạn là cái hũ này của mình là 80 khoai nha. Mình ăn quýt thôi, mình sẽ không ăn đậu hũ nữa đâu. Sao đâu mình không chịu nổi các bạn ơi, muốn buông cái đầu luôn á. Nhưng mà cái quýt thì rất là mịn, rất là đông, và khi mình ăn vô thì nó cũng có hơi hơi cái mùi đậu thối thôi chứ nó không có hơi mấy, cho nên mình ăn được. Còn cái đậu thối này thì nó không ăn được các bạn ơi, nói chung là nó hơi lắm. Thôi mà tới làm trong miệng mình cảm giác là không còn cảm nhận được mùi vị gì luôn á, nó hôi tới bung cái đầu luôn các bạn ơi. Nói chung á, khách du lịch đến Đài Loan á thì chủ yếu người ta sẽ nếm thử cái đậu khối này. Ai đi đến Đài Loan thì cũng phải một lần biết qua cái đậu khối nha các bạn, ăn cho biết đó vị như thế nào. Mình cũng phải ăn một lần cho biết chứ, để khi sau này về Việt Nam đó mọi người hỏi là đi sang Đài Loan có ăn thử đậu hũ thối không, mình nói không có người ta cười trước mà. Làm việc ở đây 3 năm ít nhất thì cũng phải một lần ăn thử đậu hũ thối nha. Nói chung là cái mùi nó kinh khủng nhưng mà ăn vô thì nó cũng không kinh khủng lắm. Nói chung là cũng tạm ổn.
hết biết là mình còn chưa đậu hũ lạnh. Uống một chút là sữa vô nó bớt các bạn ơi. Thôi bây giờ mình đi ra tính tiền nha. Xong rồi mình dẫn các bạn đi ăn món khác nha. Mình bỏ qua món đậu hũ thối đi. Đi nha các bạn. Chia bye bye. Bye bye. Chị em. Thôi mình đi. Mình về nha. Bây giờ mình sẽ đi về thôi. 9 giờ rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký để theo dõi những video mới của mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.